Thưa quý vị, hiện nay mã độc có tên là WannaCry đã khai thác một số lỗ hổng trên hệ điều hành Windows để tấn công máy tính với mục tiêu mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc, ảnh hưởng tới nhiều tổ chức cá nhân trên phạm vi toàn cầu. Qua theo dõi đến nay tại tỉnh Lâm Đồng, mã độc WannaCry đã xuất hiện nhưng chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Mã độc WannaCry có khả năng tự phát tán trên quy mô lớn bằng cách lợi dụng một lỗi phần mềm trong hệ điều hành Windows của Microsoft Corp. Theo đó, người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu trừ phi họ trả cho tin tặc một khoản tiền ảo Bitcoin. Hiện nay, mã độc này đã lây lan tới ít nhất 200.000 máy tính tại 150 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước tình hình này, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã có văn bản gửi các sở ngành, đơn vị, địa phương có giải pháp đối phó tạm thời với mã độc WannaCry. Đối với máy tính cá nhân, cần thực hiện cập nhật ngay các phiên bản hệ điều hành Windows đang sử dụng. Riêng đối với các máy tính sử dụng Windows XP, cần sử dụng bản cập nhật mới nhất dành riêng cho sự vụ này, hoặc tìm kiếm theo từ khóa bản cập nhật KB4012598 trên trang chủ của Microsoft. Đối với các máy tính chưa có phần mềm diệt virus, cần tiến hành cài đặt và sử dụng ngay phần mềm diệt virus có bản quyền. Cập nhật ngay các chương trình diệt virus đang sử dụng. Cẩn trọng khi nhận được thư điện tử có đính kèm hoặc các đường link lạ được gửi trong nội dung thư điện tử trên các trang mạng xã hội, công cụ chat. Cẩn trọng khi mở các file đính kèm ngay cả khi nhận được thư từ những địa chỉ quen thuộc. Không mở các đường dẫn có đuôi .hta hoặc đường dẫn có cấu trúc không rõ ràng, các đường dẫn rút gọn link. Thực hiện biện pháp sao lưu ngay những dữ liệu quan trọng. Riêng đối với cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị, cần kiểm tra ngay lập tức các máy chủ và tạm thời khóa các dịch vụ đang sử dụng các cổng 445-137-138-139. Tiến hành các biện pháp cập nhật sớm, phù hợp theo từng đặc thù của các máy chủ Windows của tổ chức. Tận dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin đang có sẵn trong tổ chức như Firewall, IDS, IPS, SIEM để theo dõi, giám sát và bảo vệ hệ thống trong thời điểm nhạy cảm này. Cảnh báo tới người dùng trong tổ chức và thực hiện các biện pháp như nêu trên đối với người dùng. Liên hệ ngay với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ khi cần thiết. Trong trường hợp máy tính đã bị mã độc tấn công, cá nhân tổ chức cần liên hệ ông Nguyễn Xuân Tùng, chuyên viên Phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại 0633 541542, 0975 886197, hoặc bà Trương Thị Thùy Nga, đội phó đội ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0908 420 824. Đội ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh Lâm Đồng sẽ có giải pháp hỗ trợ, đồng thời báo cáo đến Bộ Thông tin và Truyền thông, đội ứng cứu sự cố mạng máy tính quốc gia để sớm xử lý mã độc, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng của các cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng.